Ok quá. Hello cơ chế, chào mừng cơ chế đã quay trở lại chương trình Hello cơ chế của em. Mọi người đang làm gì? Mấy giờ rồi? Việt Nam mấy giờ rồi? Mọi người đang làm gì? Ok, cho em 2 phút để em nói bằng tiếng Anh. Tại vì sao? Tại vì bây giờ em rất là bực mình. Bây giờ em đang rất là bực mình. Tại vì bây giờ là 9 9 giờ sáng chưa? Từ nha. Bây giờ là 9 giờ 30 phút rồi. Mọi người biết hôm nay là em sẽ thuê một cái anh make up người Dubai. Phải người Dubai em không biết, hình như là người Dubai thì phải. Thuê một cái anh make up tới đây, tới khách sạn của Mai để make up cho Mai. Ok, và sự việc rất là đáng yêu là em kêu anh ấy tới đây từ lúc 8 giờ 30 phút. Bây giờ là 9 giờ 03 phút tôi vẫn không thấy anh ở đây. This is guys, listen. This is rich people's problems, okay? You guys freaking rich. So you guys you guys don't wanna work, you guys don't wanna do anything. You guys just wanna chill out. What? I booked this makeup for like 2 weeks ago. 2 weeks ago, and you guys have a lot of problem to deal with. That's 2 weeks, 2 weeks ago. Seriously, rich people, come on, you guys, Dubai, crazy. Ok, xong. Đây là cái vấn đề của những cái người mà gọi là cá chế. Em gọi là choáng luôn. Tại sao vậy? Tại sao em book cái make up này hơn 2 tuần rồi nha. 2 tuần trước bắt đầu là book để kêu anh ấy qua đây make up cho em, mình thử make up Dubai mà. Vì chắc là vì người ta nhiều tiền quá. Áo đẹp hả? Đẹp không? Trời ơi, đây. Mới vẽ đêm qua đây em. Đêm qua đi 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 cái gì nhỉ? Đi đi ra sa mạc đó. Đó, người ta có vẽ cái này. Thuê make up mà đợi từ lúc 8 rưỡi tới bây giờ, em dậy từ lúc 7 giờ để dậy xong rửa mặt, tắm rửa xong rồi đắp mặt nạ để đợi người ta qua đây make up cho mình 8 rưỡi. No, không thấy đâu, bây giờ 9 giờ 3 phút rồi không thấy đâu mà vẫn còn mà gọi điện tới nói là bây giờ là tới muộn nha. Bây giờ là tới muộn, người anh này là anh make up này hình như là người Dubai thì phải. Bây giờ là tới muộn bởi vì là có việc. Rất là nhanh gọn tiện lợi. Hey, what's yo? What's up? Oh, I'm gonna be late because I have something to deal with. Like, what things you gonna deal with? Are you kidding me? Like, bây giờ gọi điện rất là ăn chơi nha, make up ở bên Dubai nha, lắm tiền. Tại vì chắc là dân người ta lắm tiền mà, cho nên mình mặc dù là mình rất là đúng hẹn, mình đặt đặt người ta là 2 tuần trước rồi. Tới hôm nay mình dậy sớm từ lúc 7 giờ mà rõ ràng cái hẹn của mình là 8 rưỡi mà mình dậy từ 7 giờ để mình chuẩn bị các thứ để mình đợi người ta tới. Mà cái lý do rất là củ chuối, cái lý do mà nói chuyện với mình là yo, mình sẽ tới muộn. Người ta không có nói yo nhưng mình thêm cái từ yo vào cho nó đáng ghét. Yo, what's up? Mình tới muộn nha. Bởi vì mình đang phải có việc. Mình bực mình gì đâu á. Chị Mai bị đen đi hả? Ở đen đi quá đúng không? Đen đi nhiều mà trời ơi, cái nắng Dubai em tưởng tượng năm. Mọi người quay lại mấy cái video trước đi. Cái video mà lúc mà em vừa mới tới Dubai xem em có trắng sáng đẹp không? Trời ơi, trắng gì đâu, đẹp gì đâu. Đây các chế nhìn, bây giờ đen chưa? Đen như một con trấy. Các chế quay lại cái video mà cái mấy cái video mà quay lại cái video mà em vừa mới tới Dubai luôn á. Thấy em có trắng đẹp không? Má, bây giờ đen có khác gì con trấy không? Má ơi, đen khác thì con thấy không? Đen xì luôn á, nắng 50 độ như thế này mà không đen á thì có mà là chuyện lạ. Cái này hả? Cái này chắc là 10 ngày nó mới phai đó em, đẹp không? Tí nữa chị Mai sẽ chị Mai book du thuyền rồi, bây giờ chị Mai với anh An sẽ đi chụp ảnh ở bên đó. Đen thật đúng không? Mọi người xem lại cái video lúc đầu chị Mai mới sang Dubai xem cách đây có mấy ngày thôi. Xem chị Mai có trắng sáng xinh gái không? Cũng ngồi nguyên cái góc này mọi người nhớ không? Ngồi ngay nguyên cái góc này mà cái hôm cái hôm mà anh An bị lộ hàng đó. Cái hôm mà anh An bị lộ hàng đó mọi người thấy không? Sang có mấy ngày ở Dubai thôi, nắng 50 độ. Nắng thấy mẹ thấy mồ luôn là bây giờ đen xì này. Ông sao? Yeah. Hai. Hai. Thấy không?
cũng cái ngồi góc ngồi này, cũng cái ánh sáng này, tại sao bây giờ tôi đen thui vậy? I know. Give it some emergency this morning, they said. What kind of emergency? We booked the makeup artist exactly long time ago. You guys need to prepare for it. And if you can't come, then you need to ask somebody to help you. This is really unprofessional. Yeah. Like, I try makeups everywhere. Yeah. Canada, Vietnam, other place. Seriously? Even Philippines. Even Philippines. They're really Philippines. Right on time, and they're really, really friendly. They love you. Jesus. Yeah. And this is expensive. Mọi người biết không? It's more expensive ever. Well, they're gonna pay less money. I don't care. I don't care if I pay less money. I don't. I'm booking that. I'm not. Hopefully they're gonna come late and then I have discount. I don't know. Yeah, I get your point. Yeah, like I'm not planning. Mai về ngàn rất là bực mình, tại vì Mai về ngàn thử quá nhiều chỗ, trải nghiệm chán quá à. Không, trải nghiệm Dubai rất là tuyệt vời cưng ơi. Nhưng mà đừng có ai mà như chị Mai mà thuê make up, thuê người đến make up cho mình tại nhà, tại khách sạn nha, tại resort nha, không có hay ho gì. Nè, muộn nè, Mai thử rất là nhiều make up ở nhiều chỗ, và đây là một, tại Dubai này nè, là một trong những cái make up mà Mai phải trả tiền, mắc tiền nhất. Tại vì Dubai là một cái đất nước rất là mắc tiền. Và Mai thuê người ta make up thì mà lại kêu người ta vào resort phục vụ mình tại resort nữa thì nó cực kỳ mắc tiền. Nói chung là không phải là quá là nhiều, nhưng so với lại ví dụ như ở Canada hay ở Việt Nam hay là ở Philippines hay là ở Thái Lan hay ở bất cứ một chỗ nào khác, Mai kêu người ta tới make up tại nhà nó cũng không có cái mức giá này. Mà mình đã book cách đây hơn 2 tuần rồi mà vẫn muộn. Và sau đó bây giờ lại bảo là bây giờ muộn quá thì lại bảo là thôi bây giờ là sẽ như kiểu là giảm giá đó. Và tôi đâu có đặt hẹn với anh để tôi giảm giá với anh đâu. Điên. Bực mình gì đâu á. Vậy hả? Tại vì á, mọi người biết không, bình thường make up ở Việt Nam, em thích nhất là make up ở Việt Nam. Bởi vì những cái đội chuyên nghiệp make up ở Việt Nam rất là đẹp mà rất là rẻ. Make up ở Việt Nam rất là rẻ, thậm chí là nhờ người ta tới tận nhà mình thôi thì cũng chỉ tầm khoảng triệu, hơn 1 triệu. Đấy là nói thật. Tại vì mọi người cũng biết cái giá make up chung là những cái người bình thường thì tầm khoảng 1 triệu, hơn 1 triệu. Còn những cái người mà nổi tiếng một chút thì nó rơi tầm khoảng 3 triệu. Nó rơi tầm khoảng 3 triệu đến 4 triệu một lần make up tại nhà nha. Đó. Cái lần em make up ở bên Canada cũng thế, lần make up ở bên Canada cũng nói chung cũng bình thường. Mà cái cô đó là cũng chuyên make up cho người nổi tiếng nha, cái cô ở bên Canada. Mọi người coi lại cái clip mà cái đợt em đi Canada đó, kêu người ta make up tại nhà mà lúc đó là cũng sáng sớm nha. Mà cô đến rất là đúng giờ, cô còn đến sớm trước 15 phút nha. Đến rất là đúng giờ. Thì cũng không có nhiều đâu. Cái đợt đó là em trả là cái bạn make up ở bên Canada đó, là em trả là tính ra tiền Việt Nam là như là 7 triệu. Tính ra tiền Việt Nam là có 7 triệu thôi. Tiến tới tận nhà mình nha, make up một lần một cái mặt mình. Mà cái lần này mọi người biết em trả cho cái make up ông này là nổi tiếng nha, ở Dubai nha. Trả một lần mà tới đây là bao nhiêu tiền không, mà đi muộn nha, mà rất kiểu rất là chó. Cái không phải là cái vấn đề đi muộn, mà cái vấn đề là cái thái độ rất là cái kiểu là của người có tiền á. Kiểu là tao, tuy rằng là tao là make up thôi, nói chung là cái nghề make up là em rất là nói chung rất là ngưỡng mộ vì người ta rất là siêu. Nhưng mà thật sự là có cái cảm giác là ông ấy là tao là người Dubai cho nên là tao có tiền rồi, cho nên là kiểu rõ ràng là mình book người ta rồi nhưng người ta vẫn coi mình không ra gì, kiểu thế ấy. Rất là cay cú. Đẹp hả? Đây. Cái chị vẽ ở tay sau này nó loang nhìn kinh lắm mà, thế à? Mà bây giờ đẹp là được rồi em. Để tí nữa chị Mai đi chụp ảnh. Sợi. Chị Mai đi chụp ảnh. Đen quá. Người Dubai hả? Người Dubai cũng đen lắm em. Cái này không phải hình xăm đâu. Cái này là cái gọi là cái gì, henna à? Henna hay henna gì của Ấn Độ này. Xong rồi người ta vẽ lên tay mình xong mình để tầm khoảng 30 phút. Để tầm khoảng 30 phút xong bắt đầu lau nó đi. Lau nó đi xong bắt đầu là sau khi mà lau nó đi đó là bắt đầu là mình sẽ để như vậy, và nó sẽ được trong vòng 10 ngày, dùng được trong vòng 10 ngày. Tiền make up hả?
không biết là những cái mọi người make up ở ở cái chỗ khác thì như thế nào, nhưng em make up của cái ông này này, cái ông này do cái bên mà người ta sẽ chụp ảnh cho em á, người ta giới thiệu, thì là tổng cộng nói chung là tất cả các thứ chi phí vào là rơi vào tầm khoảng 10 triệu 11 triệu gì đó, tầm đó 10 triệu 11 triệu cho một cái mặt của mình nha, mà chỉ tới make up cho mình xong là thôi nha. Như ở Việt Nam này, như ở Thái Lan này, Canada thì không có, Canada thì người ta chỉ make up xong người ta đi về thôi. Nhưng mà như ở Việt Nam mình này, ở Thái Lan, ở ở Philippines, ở những cái nước châu Á mình rất là dễ thương, thề với mọi người luôn. Ngoài cái giá của nó cũng rất là mềm, mà khi mà mình đi chụp ảnh thì người ta sẽ đi theo mình để người ta dặm phấn cho mình, dặm son cho mình, rồi những cái lúc mà mình chụp ảnh mà mình bị xấu đi, người ta sẽ dặm cho mình, kiểu đi theo mình luôn, vậy đã dễ thương gì đâu á. Nhà Việt Nam rất là, nói chung là cái dịch vụ quá tuyệt vời luôn mọi người. Mà cái mức tiền quá là tuyệt vời, xong phục vụ quá là tuyệt vời luôn, đúng cái câu là khách hàng là thượng đế, còn ở Dubai này khách hàng chẳng là cái mẹ gì, đúng không? Đây nhà nó chỉ tới nó mách cho mình cái mặt xong bắt đầu nó đi, chứ không phải là tự nhiên mà nó tới nó mách cho mình xong bắt đầu là nó lại cũng đi theo mình, nó chụp ảnh xong mình chụp ảnh xong nó dặm lại cho mình, nó không có đâu má. Đó mà làm ăn như này là bây giờ Mai vẫn đang ngồi đợi anh An, thì bây giờ đang xuống dưới lobby để ngồi chầu trực để đón nó lên trên phòng. Ngồi đợi cho nó từ anh An ngồi dưới sảnh resort đợi nó từ lúc 8:30 tới bây giờ 30 phút vẫn chưa thấy nó đâu, mà lý do như thế, không phải của Ấn Độ mà cái Pakistan đó. Cái này của Ấn Độ chứ, cái này của Ấn Độ chứ, cái này của Ấn Độ chứ, đẹp chứ đó. Cho nên là sợ quá, make up Dubai thành đại gia, chị cũng nghĩ thế. Chắc là mọi người đều là Dubai hết cho nên à, mọi người đều là đại gia ở đây hết cho nên là mình thuê người ta xong người ta cũng chảnh chó mình luôn cơ chế. Được chứ, được chứ. À, không, hình như chị thấy cưng ơi, chị thấy cái này hình như chỉ dành cho phụ nữ thôi cưng, cái vẽ bàn tay này chỉ dành cho phụ nữ thôi, không thích có con trai vẽ em, mà mình thích thì mình vẽ cũng được đâu sao đâu, nhưng mà thấy là hình như thấy chỉ có con gái thích vẽ thôi, con trai chắc là không thích vẽ. Ừ thì make up, biết là make up nó đắt, nhưng mà mọi người biết không, biết là cái chi phí bên này nó rất là cao, nhưng mà mình cảm thấy là mình chi với cái một cái mức giá như vậy, mọi người tính đi ha, mọi người tính đi ha, 10 triệu 10 triệu một lần make up, mà nó chỉ tới nó make up cho mình xong nó về, mà nó không có đi theo mình, nó không làm bất cứ một cái gì hết nha, nó không làm bất cứ một cái gì hết cho mình cả, mà tới cái giờ nó cũng không có đúng hẹn nữa. Mình cảm thấy mọi người cứ tưởng tượng đi, ở Việt Nam nha, chả chả make up mà những cái người make up ở Việt Nam, make up artist ở Việt Nam rất là dễ thương, make up rất là đẹp nha, mà cũng chỉ tầm khoảng 1, 2, 3 triệu gì đó, mà sau khi mà mình make up rồi á, người ta làm tóc cho mình rất là cẩn thận, xong bắt đầu mình đi chụp ảnh người ta cũng đi theo mình luôn, dễ thương gì đâu á. Tự nhiên mọi người tính đi, một bên trả như thế và một bên chỉ trả có mấy triệu thôi, 1, 2, 3 triệu thôi, mà người ta phục vụ mình tận tình mà dễ thương như vậy thì mình chả bực mình, mọi người tính đi đúng không? Dĩ nhiên rồi. Hôm qua hóng xem make bên đó có đẹp không, à chị cũng không biết là có đẹp không, nhưng mà trong lòng là đã thấy không đẹp rồi, trong lòng là đã thấy không đẹp rồi, không cần biết tí nữa người ta make cho mình có đẹp hay không, nhưng trong lòng mình đã cảm thấy người bọn này nó chơi không có đẹp rồi, chơi không có đẹp rồi. Hôm qua nha, kể cho mọi người cái câu chuyện là hôm qua em đi sa mạc đó, thế là gặp một cái đôi này, cái anh này là hình như là cũng là cái anh này là người Đức, nhưng mà gọi là sao, nhưng mà gốc là gốc Ấn Độ, còn cái cô vợ là người Đức chính cống. Thế là hai đôi gặp nhau, em với anh An gặp cái đôi đó, cái xong nói chuyện buôn 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 một lúc, thế là bắt đầu mọi người mới bảo là em mới bảo là tại vì đó là cái tuần trăng mật của hai vợ chồng đó, thế là bắt đầu em với anh bảo là mời hai người đó đi du thuyền với Mai với anh An, tại vì tí nữa bây giờ Mai với anh An đi luôn thì mời người ta đi đi cùng. Mà cái cô đó dễ thương gì đâu á dễ thương gì đâu á, cô hả đẹp lắm, tí nữa chụp ảnh cho mọi người xem, cô dễ thương đẹp gì đâu á, mình ngưỡng mộ nha. Cái tóc dài màu vàng này, cô người Đức, mà cái mắt nha,
Em lần đầu tiên thấy cái cô này mà có cái mắt mà màu nó màu gì mà em khó miêu tả lắm các chế. Nó không phải màu xanh đâu, nó không phải màu xanh, nó cũng không phải màu vàng, mà nó pha giữa cái màu vàng và cái màu xanh. Mắt cô như kiểu là cái màu của hổ phách ấy, đẹp gì đâu á, mắt to tròn đẹp gì đâu. Mình bảo thôi tôi ngưỡng mộ cái mắt của cô á. Xong cô bảo thế à, cô bảo là cô cũng đi đi học á, cũng bị mọi người hỏi là sao mắt mà nhìn mắt kỳ cục, mắt như mắt con mèo á. Mọi người biết mắt con mèo mà nó cứ màu vàng vàng, cái màu vàng và cái màu xanh da trời ấy nó pha với nhau ấy, màu vàng nhiều hơn một tí xanh da trời bỏ bỏ vào thôi. Xong cái mắt nó đúng như mắt con mèo á, mắt cô tròn, xong rồi nó cái màu nó như vậy á. Cho mình nhìn mình cứ đắm chìm, mình bảo cho mắt cô đẹp quá, mắt đẹp quá. Xong bà buồn cười bảo chứ bạn dễ thương quá à, bạn là người nước nào ấy, bảo người Việt Nam. Xong bà bảo bà chưa gặp người Việt Nam nào á. Xong bà ấy bảo là ồ người Việt Nam ai cũng dễ thương, ai cũng dễ thương như mình à. Bảo ồ người Việt Nam ai cũng dễ thương như tao hết á. Xong bà cười và bảo mắt mình cũng đẹp mà. Mình bảo mắt tao đẹp gì, mắt tao đen xì đẹp gì đâu. Thì xong bắt đầu nó bảo là không, ở Đức không có nhìn thấy ai mắt màu đen kiểu đen nhánh như thế này, xong nhìn kiểu nó long lanh. Bà bảo là mắt đen đẹp lắm. Mình thì bảo là trời ơi, mắt cái mắt màu hổ phách đẹp gì đâu á. Xong bà lại bảo không, mắt đen đẹp hơn, tôi thích mắt đen. Mình bảo má, tôi thì lại thích cái mắt của bà. Thế xong bắt đầu bà bảo chứ kỳ lạ ha, ở bên Đức á mà không mà nhìn những cái người có mắt đen á là nhìn rất là khoái, bởi vì nhìn nó rất là sexy. Tóc đen xong mắt đen nhìn nó sexy, đánh mắt khói lên đẹp. Mình bảo không không không, không đẹp, tao phải thích cái mắt như của mày, cái mắt kiểu mắt hổ phách á, mắt gọi là màu 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 vàng pha với màu xanh da trời như vậy á, nhìn nó mới khoái. Bà bảo nhưng mà make up lên thôi nhìn không có đẹp, nhìn make up lên mà muốn sexy á rất là khó, rất là khó đánh mắt mà nhìn nó cứ kiểu nhìn nó dữ dằn ấy. Dạ, cho nên là đâm ra là bọn nước ngoài thì lại thích cái kiểu mắt của mình thì lại thích cái mắt của bọn nước ngoài. Đẹp lắm, lát nữa chụp ảnh cùng mọi người cho mọi người xem, cô dễ thương lắm. Thế là mời hai hai người đó đi chơi cùng với vợ chồng Mai. Tại vì quen nhau hôm qua mà. Thấy không, mà lại đúng là tuần trăng mật của hai bạn đó nữa. Thế là mời hai bạn đi chơi cùng luôn. Chị Mai đi về rồi, chị Mai sẽ tối nay chị Mai sẽ bay về Sinh. Tối nay bay lúc 8 rưỡi tối giờ Dubai. Sẽ bay về Sinh vào xong rồi ở đó xong rồi chưa về Sinh thì chị Mai đã có một cái chuyến công tác tiếp theo là sẽ đi Hàn Quốc, chắc là sẽ rất là sớm thôi, 1 2 tháng gì đó lại tiếp tục đi Hàn Quốc. Bởi vì bên đối tác ở bên Hàn Quốc á chua không à, chua lắm không chua ngọt lắm. Chị Mai sẽ có một chuyến công tác đi sang bên Hàn Quốc để gặp lại cái đối tác ở bên Hàn Quốc cái hôm vừa rồi á, gặp lại cái anh giám đốc đó, tổng giám đốc đó, quên là bảo giám đốc, làm sang bên đó để thăm lại cái, Mai muốn biết được là cái nhà máy người ta sản xuất mỹ phẩm như thế nào. Cho nên là đầu cầu Hàn Quốc nhớ đón chào em Mai nha. Em thấy là các chế đã nhắn tin cho em quá trời, mọi người đã nhắn tin cho em là nếu mà chị Mai có qua đây là nhớ ghé thăm mọi người. Nhưng mà chị Mai không biết là chị Mai có thăm được mọi người hay không. Hy vọng là mọi người hôm đó mọi người rảnh thế là qua chơi với chị Mai thôi, chứ chắc là chị Mai không thể tới từng từng chỗ của mọi người và thăm mọi người được. Thì Honey. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Đây rồi, hi. Trời ơi, anh này đen, anh make up này đẹp trai quá, bảo sao anh chảnh quá, anh chảnh chó quá. Just says he's good looking. How do you know? Oh yeah. Bảo sao anh chảnh chó quá đây. Make up 10 triệu của em một lần đây cho mọi người xem nha. Cho mọi người xem hả, anh cái anh mà tôi phải trả 10 triệu để make up vào cái mặt của tôi đây. Bây giờ mới mò mặt tới đây. Đó, muộn luôn hẳn bao nhiêu đây? Muộn luôn hẳn 2 tiếng, sợ không? I'm good. I'm good. Thank you so much. Thanks. Where should I stay? Hi. Where should I sit? Just here. Okay. Đây mọi người đợi em một lát. Sorry. No problem. Sorry, sorry. So I'm gonna be stepping in and out. Mọi người đợi xíu nha, mọi người đợi xíu nha để em. Đây.
the car by the way they're đây, thế thì em đặt ở bên này cho mọi người nha, cho mọi người, cho mọi người nhìn nha. Không biết, em từ từ đã, em đặt cái điện thoại đã. Nói xấu người ta bằng tiếng Việt à? Bởi vì người ta xấu thật mà em. Đợi chị Mai một tí nha, chị Mai đặt cái điện thoại. Người ta xấu thật thì mình phải nói xấu thôi. But still like not as much as before. Like before, if there's a picture, quá xấu. It's like em đã bảo với các chế rồi. Sành điệu không? Sành điệu không? Đấy bảo sao mọi người cứ bảo tại sao lại nó make up mắc tiền, bởi vì bên này chúng nó giàu lắm. Chúng nó giàu cho nên chúng đâu có ấy đâu. Chúng nó đâu có quan tâm tới ai đâu. Chảnh chó là phải rồi. Không được. Đẹp tới mấy mà chảnh chó là cũng không có ăn thua nha. Mặc đồ đúng như kiểu gọi là chuyên viên, gọi là chuyên viên FBI các chế. Thấy không? Đây mọi người đợi tí để ông ấy đặt đồ lên đã. Okay, so this this was the before. Seriously. Okay, wait, let me show you that. Wow. Mọi người đợi em xin nhé. What? She showed me before and after pictures of the look. Downtown area. Okay, so this is the before. There was only this building. Yeah. Okay. And then how long? How long to go? Maybe like 30 years ago, I guess. Wow. Now it's like this. Wow. How about the old building? Still there? Yeah, it's still there. Oh. That one building, it's this yeah. This building is still there. I don't know where it is here. Yeah. Hi. I have that. Just can I have like below, please? Okay. You want me to? Yeah. Okay. How are you? Good. I'm good. Just I'm good. We can move like just a little bit. This one? It's a, no. Just no, you mean like the chair? Okay. Just one second. I'll just do it. Sorry. Thank you. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Please. Okay. So you have some picture you need, just like how you need to look or not. I just want really like traditional Dubai style. So just you do it for another bride. So yeah. Just same thing with me. Okay. Like smoky eyes. Yes, and strong makeup. Like yeah. Okay. Yeah, no problem. It's fine. Yeah. So he wants his, she wants as much as traditional kind of style as possible. Okay, I'll be back in a little bit, okay? Enjoy okay. It just relax, please, okay? All right, please okay, sit down. Thank you so much. Yeah. Take care. Look up. Look up. Usually your skin like oily or you put some... Oh, I just do the mask. You okay. Can no wash problem. It. That's just a mask. No, no, yeah. No problem. Yeah. That's just our face mask. Không nhìn thấy gì hết ở đây. Sorry. Đây, đợi chị Mai kéo lùi ra. Nhưng mà đây nó bắt mình phải, nó bắt mình phải nằm ngửa ra thế này này. Các chế. Chắc đây là một trong những, đây là một trong những cái phải giả tiền hả? Nằm ngửa ra. Chết mẹ tôi rồi. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Đẹp trai nhưng mà không, nhưng mà tấm lòng không đẹp là cũng không ăn thua rồi.
just looking at you. Ông nào chưa kéo khóa quần? Ông nào chưa kéo khóa quần? Có thật là chưa khéo kéo khóa quần không? Do you mind if we take some pictures for Insta story? Yeah, okay? yeah, sure. Thanks. Yeah. Do you have some tissue here? Tissues? Just anywhere. I think in the toilet. Chưa kịp kéo khóa quần à, lão này. Bây giờ nhắc nó làm sao nhỉ các chế? Bây giờ nhắc nó làm sao nhỉ? Nhắc nó làm sao bảo mày đi cái gì kiểu gì mà chưa kéo khóa quần vậy? Thôi kệ đi, cho mọi người ngắm tí đi. Hay là anh này buổi sáng ở nhà với vợ? Thôi nhà đợi em tí nữa em make up xong bắt đầu em buôn các chế. Em đang nghĩ kế xem làm thế nào để bảo nó kéo cái khóa quần lại nha. Nha, bye bye nha.